quay cái lồng bánh. Và đặc sản còn ở đây không được rồi anh ơi, quay cái chị cuốn bánh. Ô cái này nhà mình không bỏ nhân à? Không bỏ hành à? Không bỏ hành, hành đây. À hành khô. Hành ngoài nào? Hành ngoài đây. Vâng. Quay bỏ hành thì để bốc hành để bỏ vô là quay, mà quay được bỏ hành. Quay bỏ hành đi để bỏ đó. Đấy bỏ hành khô. Tao đến xem tí. Hành khô, cháu xem cái thứ mà muốn lại chứ. Ôi chị cuốn đây qua đây vào đây rồi. Hết bột. Đây anh ơi. Nhiều á. 12.000 đây nhỉ. Mai bán được hơn này.